Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một bài chung. Bài này thì cần một chút về mặt tư duy và sẽ hơi làm khó mình một chút khi mà giải thích một cách cặn kẽ. Tất nhiên là mình sẽ cùng thử phân tích xem là nó như thế nào nhé. Chúng mình nhớ làm bài trước khi mà check đáp án nhỉ. Câu đầu tiên của mình là gì ạ? Konoko kawa donoyo na koto ka, là hiệu quả của cái việc này là như thế nào? Thì có cái đại từ chỉ thị ở đây đó là kono. Vậy là mình sẽ đi tìm cái ý nghĩa của cái kono này. Nó là cái gì? Thì nó chính là donoyo na monoka. Thì mình sẽ cùng đọc từ đoạn đầu nhé. Yoku shiranai hito ni tsuite donoyo ni shite inso o ukeru no de aro ka. Yoku shiranai hito ni tsuite donoyo ni shite inso o ukeru no de aro ka. No de aro ka, đây là liệu các bạn sẽ có một cái ấn tượng như thế nào. Donoyo ni suru là có cái ấn tượng hoặc là nhận cái ấn tượng như thế nào về một cái người mà mình không quen biết. Ashiu no yume na jikken no rei ni shite soukai suru. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu một cái thí nghiệm rất là nổi tiếng của người tên là Ashiu. Đây là một nhà tâm lý học người Đức nha các bạn. Cái cấu trúc mà mình bắt đọc ở đây là nani nani o nani nani ni suru, có nghĩa là lấy cái thí nghiệm này làm ví dụ để mà giới thiệu về cái điều mà người ta đang nói ở đằng trước đây. Cái ấn tượng của chúng ta nó sẽ như thế nào về một cái người mà mình không quen biết. Dare kare ni tsuite no inso というものは与えられる手がかり情報の順序によって影響されることを示している。Mình thấy ở đây cái kết thúc câu đó là 示す ấy, thì nó nối liền với cái câu đằng trước này. Câu đằng trước người ta lấy cái thí nghiệm đấy làm ví dụ và cái ví dụ đấy đã chỉ ra rằng là tối ưu môn hóa ở đây là người ta đang giải thích đấy, cái ấn tượng về một ai đó. Cái dare kare ở đây là một ai đó này, có nghĩa là cái ấn tượng về một ai đó ấy, thì sẽ ekyo sareru koto, sẽ bị ảnh hưởng bởi cái trình tự về cái thông tin mà được tiếp nhận. Cái tegakari ở đây nó chính là bằng với cái hinto hay là cái dấu hiệu, và ở đây người ta mở hoặc đây là thông tin, nên là mình sẽ dịch luôn là cái ấn tượng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái trình tự thông tin mà được tiếp nhận. Tatoe ba chiteki na kinben na soroteki na hihan ryoku no aru ganko na sitto fukai no junban de aru jinbutsu no tokuchou ga tsutaerareru to taso no ketten wa aru ga tekyō teki de juyou na jinbutsu という印象ができる. Ví dụ như là khi mà tsutaeru, đúng không? Khi mà cái đặc trưng của một người mà được truyền đạt với một cái trình tự, cái junban, thứ nhất là có kiến thức này, thứ hai là chăm chỉ này, nhưng mà lại rất là bốc đồng này, rồi có cái khả năng đánh giá và có cái khả năng gọi là phản biện này, rồi rất là ngoan cố này, đúng không? Hoặc là rất là ghen tuông nọ kia, thì tao bừng, đúng không? Thì có lẽ rằng là nó sẽ có một vài những cái điểm yếu cái người đó ấy, từ cái đặc trưng này, theo cái duyên văn này, thì cái người này nó sẽ có một vài cái điểm yếu. Tuy nhiên về cơ bản thì là mình sẽ có một cái ấn tượng về cái nhân vật này, đó là có cái khả năng gọi là rất là thích ứng, đúng không? Có đấy, là một người có năng lực và là một người rất là linh hoạt, thích ứng. Ippo kore to wa kyaku no junban shitto fukai ganko na soren chiteki na dewa shinkoku na mondai o kakaeta hito to minasareru. Tuy nhiên ngược lại, đúng không? Nếu nhưng mà mình thay đổi cái thứ tự ngược lại cho cái thứ tự bên trên này từ cuối lên trên đầu ấy, thì là cái người đây sẽ minasareru, thì là cái người đấy sẽ được cho rằng là được đánh giá là một cái người mà có một cái vấn đề vô cùng là nghiêm trọng. Sai số nộ tegakari ga hōkō tsuke o shi ato ni ataerareru tegakari wa sore ni musubi tsukete kaisaku sareru to kangaerareru. Thì trong cái câu này mình thấy kết thúc câu là tố kangaerareru, là được cho rằng là còn ở giữa câu mình lại thấy có một cái dạng kết luận. Vậy là cái kangaerareru ở đây nó chính là cái xương sống của câu, còn cái đoạn ở bên trong ấy thì nó chính là chia ra làm hai câu đơn lẻ và tách nhau bởi một cái câu, và tách ở giữa bởi cái dạng là kết lửng ấy. Mình sẽ dịch từng cái đoạn này một, sau đó nối lại thành một câu. Thì chúng ta có thể suy ra rằng là các cái thông tin đầu tiên nó sẽ dẫn hướng, còn các cái thông tin mà nó
tiếp nhận sau hoặc là đến sau ấy, thì nó sẽ được kết nối với lại cái thông tin ban đầu đấy và được cai sắc cự sa đế tự là được lý giải theo, dựa theo đúng không, được kết nối và lý giải dựa theo các cái thông tin ban đầu đấy. Koreo sộ tô cô cả tối hữu, và cái này nó được gọi là cái ấn tượng đầu tiên, hay là còn gọi là cái hiệu quả ban đầu, hay là mình dịch tạm thoáng ở đây nó chính là các cái ấn tượng ban đầu, ấn tượng đầu tiên. Hajime ni atarareru tegakari ga hiteteki da to ato no koteteki na tegakari mo usankusai minasarete shimau. Có nghĩa là cái thông tin, cái tegakari, cái thông tin, cái dấu hiệu mà được cái thông tin mà được tiếp nhận đầu tiên ấy, mà nó mang tính chất tiêu cực, thì cái thông tin ở phía sau nó có tích cực thì nó cũng sẽ bị đánh giá minasarete shimau, nó cũng sẽ bị đánh giá là usankusai, là nó cũng không hề gọi là đáng tin ấy. Thì usankusai đây là được đánh giá là nó cũng không hề đáng tin. Yoni iwareru yoni dai ichi inso ga kanshin nano de aru, thì giống như là những cái câu mà thế gian vẫn hay nói, hay còn gọi là giống như là mọi người vẫn thường hay nói, là cái ấn tượng đầu tiên ấy thì nó vô cùng là quan trọng. Nào, kono kōkaku wa subete no hito ni mirareru wake dewa naku, mushiro ato no tegakari ni yokei eikyō o ukeru hito mo aru koto mo shiteki sarete iru. Nào, đây là dùng để thay đổi chủ đề, là wake dewa naku là không có nghĩa là cái hiệu quả này được nhìn thấy ở tất cả mọi người, mà ngược lại, người ta cũng chỉ ra rằng là cũng có những cái người mà chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi những cái dấu hiệu hay là những cái thông tin ở phía sau. Thì trước tiên để trả lời cho câu số 1, mình sẽ thấy là konoko cả đây thì chắc chắn nó sẽ nằm ở cái ý ở đằng trước này rồi. Cái ý ở đằng trước thì người ta đang nói về cái ấn tượng đầu tiên thì nó là vô cùng quan trọng ấy. Thì khi mà thay đổi cái thứ tự, cái junban thì là nó sẽ, thì cái ấn tượng về cái người đấy nó sẽ thay đổi theo, đúng không? Và nó giải thích bởi cái dòng đỏ đỏ ở đây này là cái thông tin ban đầu ấy thì nó sẽ dẫn hướng, còn cái thông tin mà nó đến sau ấy thì nó sẽ được kết nối và được lý giải dựa theo cái thông tin ban đầu. Nên đáp án của mình nó chính là cái gì ạ? Sai số ni ukeru inso wa ato kara no zōhō niyotte henka suru, là cái ấn tượng mà được nhận lần đầu tiên thì nó sẽ thay đổi tùy theo vào cái thông tin ở phía sau. Thì cái này sai rồi. Người ta đang nói là ấn tượng đầu nó rất là quan trọng, và nếu như mà cái ấn tượng ban đầu mà tiêu cực thì cái ấn tượng sau nó có tích cực đến mấy thì nó cũng sẽ không có cái ý nghĩa, hoặc là không có cái tác dụng gì cả, đúng không? Nên câu số 1 này là sai này. Câu 2 là gì? Sai số ni ukeru inso ga tsuyokereba, nếu như mà cái ấn tượng mà mình tiếp nhận ban đầu mà rất là mạnh mẽ thì là nó sẽ, tsunagara này thì nó sẽ không thể nào kết nối được với cái ấn tượng mang tính chất tiêu cực được. Thì cái đoạn mà y số 2 này, tsunagara này này, thì là cũng không đúng, mà nó chỉ nói về cái việc là dẫn dắt, dẫn hướng và được lý giải dựa theo cái ban đầu thôi, chứ người ta không nói khẳng định là không thể kết nối hoặc là không thể nào mà tsunagaru được. Câu số 3 là gì ạ? Sai số ni atarareta zōhō ga sono ato no inso wo hōkō tsukeru, là các cái thông tin mà được tiếp nhận ban đầu ấy thì nó sẽ dẫn hướng này, hoặc là nó sẽ điều hướng này, hoặc là nó sẽ dẫn dắt này, đúng không? Dẫn dắt cái ấn tượng ở phía sau thì nó đúng rồi. Nghĩa là nếu như mà cái thông tin mà được tiếp nhận ban đầu ấy nó là tiêu cực thì là các cái thông tin hoặc là các cái dấu hiệu thông tin tegakari mang tính chất tích cực ở phía sau ấy thì nó cũng lại được cho là những cái thông tin mà nó không có khá khẩm gì cho lắm, hay còn gọi là nó cũng không được tốt cho lắm, cho dù là nó rất là tích cực nhưng mà ngay từ đầu nó là tiêu cực rồi. Kéo theo đó thì là những cái thông tin tốt, những cái thông tin tích cực nó cũng sẽ được đánh giá là những cái thông tin mà không lấy gì làm sáng sủa cho lắm. Câu số 4 là sai số ni atarareta zōhō de inso ga kimari henka shinai, là cái ấn tượng mà tiếp nhận bởi cái thông tin ban đầu ấy thì nó đã được fix sẵn, cái kimari ở đây là đã được quyết định rồi, đã được fix rồi và nó sẽ không hề thay đổi, thì cái này sai nhé các bạn. Câu này thì là sai rồi. Thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp xem nó như thế nào.
あまり創造的でない人、認知の物差しが少ない、見方の次元が少ない人の場合には、与えられた手がかりを順番に維持しがたく、初めに与えられた手がかりが後に与えられた手がかりによって上書きされてしまい、結果的に初めの手がかりによる印象は薄くなり。Thì câu này nó rất là dài, mình lại tiếp tục nhìn vào các cái dấu phẩy này. Trong trường hợp với những cái người mà không sáng tạo gì cho lắm này, hoặc là với những cái người mà rất là ít các cái nhận biết hoặc là cái phần đánh giá nhận xét ấy, về mặt kiến thức thì là ít ấy, hay còn gọi người ta mở ngoặc ở đây là có cái cách nhìn, đúng không? Cái Zigen ở đây nó chính là cái sự Zigen ở đây nghĩa gốc của nó chính là 2D, hay còn gọi là các cái góc nhìn khác nhau ấy. Thì là khi với những cái người mà không có nhiều các cái góc nhìn khác nhau, hoặc là có ít kinh nghiệm, hoặc là ít kiến thức về mặt nhận thức hoặc là nhận biết ấy, thì những cái người như vậy khó mà có thể duy trì được các cái thông tin tiếp nhận đấy một cách trình tự, một cách trình tự, mà họ sẽ làm sao, mà sẽ bị uekaki sarete shimau, sẽ bị gọi là thay thế, đúng không? Cái từ uekaki ở đây nó chính là thay thế bởi các cái thông tin mà được tiếp nhận sau đó. Còn cái tegakari ở đây là chủ ngữ, nên là mình sẽ dịch là những cái người như vậy này rất là khó có thể duy trì các cái thông tin được tiếp nhận một cách trình tự, và họ sẽ bị các cái tegakari là những cái thông tin mà được tiếp nhận ban đầu ấy, thì sẽ bị gọi là thay thế bởi những cái thông tin mà được tiếp nhận sau đó, và kết quả là cái ấn tượng từ những cái thông tin ban đầu ấy, nó sẽ nhạt dần đi, và cái ấn tượng đấy nó sẽ dễ dàng được tạo ra bởi những cái thông tin ở phía sau. Ai tế gạ phục gia sự xa nhị dươi hi tô cá đồ cá đệ chitai được dô hồ nộ duyên bằng ổ sô sắc sư được cô tô ni ô tệ in số khai được cô tô mộ khá nổ đẻ được. Thì cái câu này mình sẽ thấy cái cấu trúc ngữ pháp là cà đô cà đế này cộng với lại ni ô tệ này, thì là cô tô mộ khá nổ đẻ được, là có thể thay đổi cái ấn tượng bằng cái cách là tạo ra các cái trình tự của những cái thông tin mà cần truyền đạt, và có thể thay đổi ấn tượng bằng cái việc là xem là cái đối phương hay là cái người đó có phải là một cái người giỏi, hoặc là có là một người có ưu điểm, có thế mạnh ở trong cái sự phức tạp hay không, thì là tùy thuộc vào hai cái yếu tố này thì mình có thể thay đổi được cái ấn tượng đầu tiên. Thì bây giờ cái đáp án của mình là gì ạ? Ato no tegakari niyotte inso ga tsukurare yasui to aru ga naze ka, là trong cái bài có cái câu này thì là tại sao. Thì mình thấy trong cái bài này nó không có kara gì cả, mà nó cũng chẳng có no gì hết, thì mình sẽ phải hiểu theo cái mạch văn và cái ý văn thôi. Thì ở trong cái đoạn ở đằng trước người ta giải thích ở đây, thì là mình nghĩ quan trọng nhất là mình phải nắm được cái hito no bai niwa này. Có nghĩa là cái đoạn trước người ta đang nói là có những cái trường hợp là cái ấn tượng nó sẽ được thay đổi theo cái trình tự, nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những cái người mà nhận cái ảnh hưởng từ những cái dấu hiệu phía sau. Thì là những cái người nào nhận cái ảnh hưởng đấy? Chính là những cái người mà không sáng tạo cho lắm, hoặc là những cái người mà có cái góc nhìn, cái góc quan sát nó vẫn còn rất là ít ỏi ấy, đúng không? Thì là họ sẽ không thể nào mà tư duy được một cách logic theo cái trình tự được, nên là họ sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tegakari mà được tiếp nhận ở sau đấy. Nên đáp án của mình là gì ạ? Là mai ni atarareta tegakari ga fujubun dakara, bởi vì các cái dấu hiệu mà được tiếp nhận ban đầu ấy thì nó không đầy đủ. Thì cái fujubun này là sai nhá. Cái ý chính của mình ở đây đó chính là họ không thể nào mà duy trì được cái duyên băng đấy, họ không thể nào mà hiểu được cái duyên băng đấy, nên là họ không đánh giá được một cách chính xác theo cái duyên băng ấy. Nên câu 1 này là sai nhá. Câu 2 là gì ạ? Mai ni atarareta tegakari yori ato no mono ga atarashiku omoeru kara, bởi vì rằng là những cái dấu hiệu phía sau ấy thì nó sẽ được cho rằng là mới hơn so với những cái dấu hiệu hay là những cái thông tin mà được tiếp nhận ở phía trước.
thì nó chính là cái ý này đây này. Nó chính là cái hiệu quả, nó cũng đã mở ngoặc ở đây, đó chính là Shinkin Koka, là cái ấn tượng gọi là mới nhất ấy, đúng không? Hay là cái hiệu quả gần đây nhất ấy, thì là cái ấn tượng của mình nó sẽ được ảnh hưởng bởi những cái thông tin mà nó được tiếp nhận gần đây nhất. Đấy, thì giống thì là với những cái người mà không thông minh thì cho lắm, không sáng tạo thì cho lắm, hoặc là có cái góc nhìn vẫn còn hạn chế, thì là họ sẽ bị những cái mới, bị những cái thông tin mà được tiếp nhận sau nó làm ảnh hưởng, và nó sẽ làm thay thế cho những cái thông tin mà tiếp nhận trước. Là mai ni atarareta tegakari yori ato no mono ga atarashiku omoeru kara. Toku soba là gì? Ato ni atarareta tegakari ga yori juyou ni omoeru kara. Bởi vì rằng là họ nghĩ rằng cái dấu hiệu, các cái thông tin mà được tiếp nhận sau ấy, thì nó sẽ quan trọng hơn. Thì cái đoạn mà quan trọng hơn này thì người ta không có nói tới, người ta chỉ nói rằng là bị thay thế thôi, là uegaki thôi, chứ người ta không nói đến cái quan trọng, nên là câu này bị sai này. Câu số 4 là gì? Atode atarareta tegakari ga mae no moto to oki kawaru kara. Có lẽ là sẽ rất là nhiều bạn bị nhầm ở cái số 4 này này, vì thấy là cái từ oki kawaru ở đây nó sẽ bằng với lại uegaki, nhưng mà mình sẽ để ý tinh ý một chút nhá, thì nó bị ngược lại đấy. Ở đây là những cái thông tin mà được tiếp nhận trước nó sẽ bị thay thế bởi những cái thông tin phía sau, chứ không phải là những cái thông tin phía sau bị thay thế bởi những cái thông tin phía trước. Đấy, mọi người thấy ngược không? Có nghĩa là cái thông tin phía sau nó mới quan trọng mà, còn cái thông tin phía trước là có rồi nhưng mà bị thay thế, bị đè lên ấy, chứ không phải là như thế này, là ngược lại so với cái ý của bài, nên là câu số 4 của mình nó không có đúng, nên là nó chỉ còn cái đáp án số 2 thôi, là những cái thông tin phía sau ấy nó sẽ được cho là mới hơn và nó sẽ tạo cái ấn tượng hơn, thì nó chính là bằng cái ý mở ngoặc ở đây là Shinkin Koka. Và cái Shinkin Koka ở đây nó được định nghĩa bởi cái việc là những cái thông tin phía sau thì nó sẽ thì nó sẽ đè lên cái thông tin phía trước, và nó làm cho cái thông tin phía trước của mình ấy nó trở nên mờ nhạt. Đấy, nên là nó chính là cái ý số 2 này. Tiếp đến là cái câu số 3, là liên quan tới Soto Koka to Shinkin Koka no futatsu no setsume kara wakaru koto wa nani ka, là từ cái giải thích của hai cái hiệu ứng này, cái Koka đây nó chính là cái hiệu ứng ban đầu này, hay là cái ấn tượng ban đầu này, thứ hai nó chính là cái ấn tượng mới nhất này, thì liên quan tới cái phần giải thích của hai cái dấu hiệu này, hai cái hiệu ứng hiệu quả này, thì là cái điều gì chúng ta có thể hiểu ra được, đúng không? Thì bây giờ khi mà đọc đấy như thế là mình sẽ phải đi gạch chân vào. Thứ nhất đó là Soto Koka. Thì cái Soto Koka ở đây nó chính là trong cái đoạn đầu tiên ấy. Là Soto Koka đây thì là đang định nghĩa Soto Koka ở đây là các cái dấu hiệu nó sẽ được các cái thông tin thì nó sẽ được lý giải và dẫn dắt theo trình tự, đúng không? Còn cái Shinkin Koka nó chính là cái hiệu quả, hay là cái cách mà ấn tượng được tạo ra bởi cái dấu hiệu phía sau. Thì từ đó mình sẽ hiểu ra được cái gì, thì là mình sẽ nhìn vào cái phần đáp án này. Câu 1 là gì ạ? Yoku shiranai hito no inso wa atairareru zouhou no junzo to ukete niyotte henka suru, là cái ấn tượng về cái người mà mình không quen biết thì nó sẽ được thay đổi bởi cái trình tự thông tin được tiếp nhận vào, và bởi cái ukete là cái người mà tiếp nhận. Thì nó chính là cái đáp án của cái bài này luôn. Nó chính là cái ý đầu tiên là cái Soto Koka đấy, thì nó sẽ được ảnh hưởng bởi cái trình tự thông tin mà mình được tiếp nhận vào. Còn cái ukete ở đây nó chính là cái người tiếp nhận ấy, hay còn gọi là nếu như mà cái người đấy là cái người mà không sáng tạo lắm này, cái người mà có cái phần nhìn nhận hoặc là các cái góc độ quan điểm hoặc là cái góc độ nhìn nhận của họ vẫn còn đang rất là kém hoặc rất là ít ấy, đúng không? Thì họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin phía sau. Thì là tùy thuộc vào cái ukete là cái người mà tiếp nhận thông tin đấy, hai là tùy thuộc vào cái trình tự mà cái thông tin mà được tiếp nhận đấy,
thì cái ấn tượng của cái người mà mình không quen biết nó sẽ thay đổi khác nhau. Câu số 2 là gì ạ? Yoku shiranai hito ni taishite kote teki na inso o motsu koto wa konnan de aru, là đối với những cái người mà mình không quen biết ấy, thì là sẽ rất là khó, đúng không, để mà có một cái ấn tượng cố định, thì là câu này sai rồi. Câu 3 là yoku shiranai hito no inso wa ato ni atarareta zouhou niyotte kettei sareru, các cái ấn tượng về những cái người không quen biết thì được quyết định bởi cái thông tin mà được tiếp nhận sau, nhưng mà bị thiếu rồi. Những cái thông tin tiếp nhận sau cũng có, mà có những cái người bị ảnh hưởng bởi thông tin tiếp nhận trước cũng có. Câu 4 là gì ạ? Yoku shiranai hito ni kou inso o atarareru ni wa sotaimen no inso ga kanshin de aru, là cái ấn tượng mà tốt, đúng không? Để tạo được cái ấn tượng tốt cho cái người mà mình không quen biết thì điều quan trọng ở đây nó chính là cái ấn tượng ban đầu, thì cái này cũng bị sai, bị thiếu ý. Tùy thuộc vào cái người đấy như thế nào thì là cái ấn tượng nó sẽ được thay đổi khác nhau mà, nên đáp án câu số 4 này cũng sai nhá, nó bị thiếu ý, nên là đáp án của mình nó chỉ còn số 1 thôi. Thì cái bài này mình cần phải tư duy một chút thì là mình sẽ làm được cái câu số 2 và cái câu số 3. Và khi mà mình đọc ấy thì mình cũng phải tỉnh táo xem là cái chủ ngữ, vị ngữ nó có bị hoán đổi hay không, đối tượng của mình nó đang bị hoán đổi hay không. Đấy thì nó chính là cái cách để mà loại cái câu số 4 ở trong cái phần số 2 này này. Đấy thì là các bạn đừng có nhầm nhá. Trong cái quá trình mà mình làm thì mình phân tích lý do tại sao ấy, thì là mình sẽ rút kinh nghiệm được cho những cái lần tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài tiếp theo nha.